Dạ các con, hôm nay cô trò chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. Các con có nhớ cô không nè? Cô Trang thì rất là nhớ các bạn đó. Hôm nay cô trò chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trò chuyện về nghề bác sĩ. Nhưng trước khi vào bài, cô và các con sẽ cùng nghe một ca khúc, đó là bài Việt Nam ơi, đánh bay COVID. Việt Nam ơi, cùng đoàn kết đánh bay Corona. Việt Nam ơi, cùng đoàn kết đánh bay Corona. Đang yên đang lành, cuộc sống đang tươi xanh thì bỗng có COVID. Dân ta lao đao rồi đi ra đi vào lòng lo lắng. Giờ sao? Bình tĩnh luôn giữ tay, vệ sinh kỹ khắp nơi ở quanh mình và giữ ý thức nhà, vượt qua gian khó. Việt Nam ơi, đừng share chuyện sai trên Facebook, phải đeo khẩu trang cho đúng lúc. Các con ơi, các con vừa được xem các bác sĩ ở bệnh viện quân y 175 biểu diễn bài hát Việt Nam ơi đánh bay COVID. Các con ơi, tình hình dịch bệnh ngày càng phức tạp, các bác sĩ của chúng ta đang rất là hết sức của mình để chữa bệnh và phòng chống dịch bệnh lan rộng ra hơn nữa đó. Vì vậy, chúng ta hãy cùng nhau chung tay bảo vệ sức khỏe của mình, gia đình và mọi người xung quanh bằng cách thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế và hãy ở nhà, chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết nhé các con. Các con ơi, các con nhìn xem nè, phía trên đây cô Trang có hình ảnh nè, các bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch nè, các bác sĩ đang làm xét nghiệm nè, các bác sĩ đang đưa bệnh nhân đi cách ly và chữa bệnh nè, rồi các bác sĩ xịt khuẩn nè và tiêm ngừa cho mọi người nữa đó các con. Các con ơi, đây là hình ảnh nè, các bác sĩ hàng ngày nè đến khám bệnh cho các em nhỏ nè, đến thăm khám các bệnh nhân ở các phòng nè và cấp thuốc hàng ngày cho các bệnh nhân uống đó các con. Còn đây nè là hình ảnh các bác sĩ ở trong phòng phẫu thuật nè. Đây là hình ảnh bác sĩ nè đang khám mắt cho một em bé nè các con. Còn đây là hình ảnh bác sĩ đang khám răng nè cho em bé nè, kiểm tra răng miệng của em bé xem là có bị sâu răng hay không nữa đó. Ngoài những công việc ở trên ra thì các bác sĩ còn khám rất là nhiều các bệnh khác nè và làm những cái công việc khác nữa ở các phòng ban khác nhau nữa đó các con. Đó như là khoa sản nè, khoa xương khớp nè, khoa chấn thương chỉnh hình nè và rất là nhiều các cái khoa khác nữa đó. Bây giờ cô và các con sẽ cùng tìm hiểu về các dụng cụ của bác sĩ nha. Trên đây nè, cô Trang có một số dụng cụ y tế nè. Đầu tiên đó là nhiệt kế và máy đo thân nhiệt nè, dùng để là đo nhiệt độ của cơ thể của chúng ta nè. Nếu chúng ta có sốt thì nhiệt độ nó sẽ trên 38 độ nè. Còn nhiệt độ cơ thể bình thường của con người chúng ta là 37 độ đó các con. Và đây nè là ống nghe. Ống nghe là để nghe những âm thanh bên trong của cơ thể của con người nè. Nó thường được sử dụng để nghe âm thanh của phổi nè và của tim nữa đó. Tiếp theo là cô Trang có máy đo huyết áp nè, dùng để đo huyết áp của cơ thể người chúng ta. Kim tim thì dùng để bơm thuốc vào và để tiêm vào cơ thể chúng ta nếu như chúng ta bị bệnh đó. Và kế bên là cô Trang có hộp thuốc nè, dùng để
các bác sĩ sẽ ra toa và cộng thuốc cho các con uống đó. Tiếp theo đây nè, cô chàng có máy siêu âm nè, máy đo thị lực nè, khám mắt nè, và các loại kìm, kéo, kim để sử dụng trong phòng phẫu thuật nữa đó các con. Và tiếp theo đây là hình ảnh xe cấp cứu nè, để chở bệnh nhân đang gặp tình trạng nguy hiểm đến bệnh viện để được cấp cứu kịp thời và chữa bệnh cho các con. Và số điện thoại cấp cứu của bệnh viện là 115 đó các con. Tiếp theo đây là hình ảnh các bác sĩ và các cô y tá nè, mặc trang phục là một chiếc áo blue màu trắng và một cái nón ở phía trên đó các con. Hình ảnh bác sĩ trong phòng phẫu thuật là có trang phục màu xanh nè. Và hình ảnh cuối cùng là hình ảnh các bác sĩ mặc đồ bảo hộ và kính chống giọt bắn nè, để tham gia chiến dịch chống Covid đó các con. Tiếp theo đây, cô và các con sẽ cùng tìm hiểu nơi làm việc của các bác sĩ nha. Đầu tiên, nơi làm việc của các bác sĩ là ở các bệnh viện nè, các trạm y tế nè, và các phòng khám đó các con. Đây là hình ảnh Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu của chúng ta nè. Các con hãy cùng quan sát nha. Các con vừa tìm hiểu nè, công việc của bác sĩ, các dụng cụ nè, và nơi làm việc của các bác sĩ cũng như trang phục của bác sĩ nè. Vậy để cho cơ thể chúng ta khỏe mạnh thì các con cần làm gì? À, để cho cơ thể chúng ta khỏe mạnh thì các con thường xuyên tập thể dục thể thao, tắm rửa sạch sẽ và ăn uống đầy đủ các chất dinh dưỡng nha. Cô và các con vừa tìm hiểu trò chuyện về nghề bác sĩ. Các con ơi, do tình hình dịch bệnh rất là phức tạp, các con nhớ hãy đảm bảo an toàn sức khỏe cho mình và cả gia đình mình bằng cách thực hiện đúng 5K của Bộ Y tế và không ra ngoài khi thật sự không cần thiết nhé. Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Cô Trang xin chào và tạm biệt các con. Hẹn các con vào tiết học tiếp theo.